Huấn luyện viên Park Hang-seo quan trọng với tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Kim. Sự tư vấn của huấn luyện viên Park Hang-seo đến huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể giúp ích lớn cho tuyển Việt Nam. Trong ngày huấn luyện viên Kim Sang-sik ký hợp đồng với VFF, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gửi một bó hoa đến chúc mừng tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam. Câu chuyện này không diễn ra ở thời huấn luyện viên Trausier, có thể hiểu ông Park và huấn luyện viên Kim Sang-sik có mối quan hệ tốt. Một điều thú vị khác là huấn luyện viên Kim Sang-sik có cùng công ty đại diện với huấn luyện viên Park Hang-seo. Đáp lại tình cảm của ông Park, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói, ông Park là người thầy, là đàn anh tôi vô cùng kính trọng. Huấn luyện viên Park đã được nhiều thành tích xuất sắc. Khi quyết định đến Việt Nam, tôi đã có những cuộc trao đổi và nhận được chia sẻ của ông Park Hang-seo. Ông ấy chia sẻ kinh nghiệm quý báu, dặn dò tôi cố gắng điều hành, kết nối cầu thủ trở thành một tập thể tốt. Đó là những điều ông ấy mong muốn. Ông ấy là người hùng bóng đá của Việt Nam. Tôi rất tôn trọng và kính nể ông Park. Vì nền bóng đá Việt Nam và vì các cổ động viên Việt Nam, tôi sẽ cố gắng hết sức và cũng sẽ xin những lời khuyên từ huấn luyện viên Park khi cần. Để tạo nên một đội tuyển tốt nhất có thể, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhắc đến huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi có kết quả bốc thăm AFF Cup 2024. Từ chia sẻ kể trên có thể thấy huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sắm vai trò như một người thầm lặng sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn cho huấn luyện viên Kim Sang-sik trong thời điểm cần thiết. Bởi kinh nghiệm và sự am hiểu bóng đá Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hữu ích cho huấn luyện viên Kim Sang-sik trong việc tư vấn lựa chọn ban cán sự, cầu thủ cho tuyển Việt Nam. Trợ lý Lưu Danh Minh, cánh tay đắc lực thời huấn luyện viên Park Hang-seo được gọi trở lại là ví dụ. Gần nhất, nhiều người hâm mộ Việt Nam thấy huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng dự kháng một trận đấu ở giải hạng nhì. Điều đó càng chứng tỏ huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Kim Sang-sik rất thân thiết. Hơn hết, sự thành công thời huấn luyện viên Park Hang-seo là động lực lớn để huấn luyện viên Kim Sang-sik cố gắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam tạo ra vô số thành công gồm vô địch AFF Cup 2018 và 2 huy chương vàng SEA Games. Thành tích châu lục gồm hạng tư ASEAN 18, Á quân U23 châu Á 2018, tứ kết ASEAN Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo trở thành nhà cầm quân đầu tiên của Đông Nam Á thắng một trận tại vòng loại thứ 3 World Cup, điểm số cao nhất 5 điểm. Ông Park Hang-seo là tấm gương để huấn luyện viên Kim nhìn vào phấn đấu, làm sao cùng bóng đá Việt Nam đi lên. Tổng thư ký VFF, Dương Nghiệp Khôi có lời nhắn nhủ đến huấn luyện viên Kim Sang-sik trên kênh YouTube của VFF.